Biểu hẹ rồi. Hai Linh xin chào cô chú và các anh chị em. Hôm nay Linh ăn cái món là mì xào ăn với gà áp la với nước mắm siêu cay. Bây giờ Linh xin mời cô chú và các anh chị em cùng ăn với Linh nha. Để ra đây. Trộn đều lên. Xộng lên. Gì ăn mới đã các bạn. Ui. Đang đói ăn mà luôn. Trứng gà lên ấp la đem mà tới đầm nó chảy hết. Béo. Món này mì xào với giá. Mì xào giá hẹ. Với bắp cải. Từ sau thì bỏ gừng vô cắn vô thơm mùi gừng. Đáng lẽ mày có nước súp rồi không làm cái nước súp không còn món ngon. Đó béo tôi từng thấy.
Ngon quá.
Các bạn ơi, bây giờ Linh cũng ăn hết 5 dĩa mì xào rồi. Bây giờ Linh cũng xin kết thúc video bạn. Hãy cái kênh này xem mình nhớ vô nhận được video mới nhất của bạn. Bye bye các bạn.